Các bạn ơi, hôm nay là bây giờ là hiện tại nhé, giờ Việt Nam nhé. Bây giờ là 7:25 nhé, mà ánh trăng vẫn còn này. Mà ánh mặt trời đây, đây là mặt trời nhá. Đây là Tâm Việt Đỗ Điểm Lập Thanh nhá, đang quay mặt trời nhá. Và đây là Tâm Việt Đỗ Điểm Lập Thanh nhá, đang quay ánh trăng nhá. Nửa ánh trăng đó các bạn, khoảng gần 2 phần ánh trăng. 7:25 nhé, giờ Việt Nam các bạn nhé. Các bạn để ý trên bầu trời nhé, có cả trăng mà cả mặt trời nhé. Bây giờ trăng vẫn đang còn các bạn nhé. Ngay bây giờ các bạn còn nhìn lên bầu trời Việt Nam nhé. Bây giờ Tâm Việt phát trực tiếp lên nha. Các bạn để ý lên bầu trời Việt Nam 7:25 nha. Trời hôm nay quang đãng và đẹp và nắng các bạn ơi. Và trăng bây giờ vẫn đang còn các bạn nhé. Tí muội này đang đi lên mẹ Quan Âm Bồ Tát.